Trời ơi, đã ít quá, đổ cho nước sôi cái nó tan hết luôn. Mình vừa tìm ra được một cái shop thật uy tín và giá rẻ đó các bạn ơi. Đây chính là shop Liên Quân bán hàng.net nha các bạn ơi. Đó, đó các bạn là hàng.net Inter. Ok, thì cách thức mà đăng nhập vô cái tài khoản của shop Liên Quân này, cái này đơn giản thôi, là tại nãy mình đăng nhập rồi, bây giờ mình phát ra lại nha. Rồi, các bạn chỉ cần nhìn ở góc bên phải thôi là nó sẽ có cái chữ đăng nhập. Đó, từ từ các bạn đợi cho nó lên lại đã. Và các bạn chỉ cần bấm vô đăng nhập đó và đăng nhập bằng Facebook là được các bạn ơi. Còn nạp tiền thì khá đơn giản luôn, ở trên có chữ nạp tiền đây, ở trong đây có đó, có loại thẻ Mobi và Viettel nó sẽ nhận cho các bạn. Mình giá bạn dư và seri nhập mã vô là 20 sẽ được 20 trong shop tài khoản Liên Quân luôn. Rồi thêm một điều nữa, đó chính là shop này có quay thử vận may đây các bạn ơi. Quay thử vận may là 15k một acc này các bạn ơi. Cái này là sơ cấp, còn siêu cấp thì sao? Cao cấp thì là các bạn chỉ cần 25.000 thôi. Đó là có thể mua được một acc hay xui các bạn, hay xui nha. Rồi, còn nếu mà các bạn là không chắc cú thì các bạn có thể vô Liên Quân và mua acc là đó, giá tiền bao nhiêu là đầy đủ ở đây, tưởng bao nhiêu ngọc bao nhiêu luôn nha các bạn ơi. Rồi, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây là một acc cực kỳ uy tín và giá rẻ. Ở dưới đây có hotline của chủ shop và Facebook luôn, các bạn bấm vô Dương Nguyễn nha. Sẽ mua một acc và mình check thử cho các bạn xem là shop này có thật sự uy tín không nha. Bây giờ mình sẽ mua acc cao cấp, chỉ có 25.000. Acc cao cấp của mấy shop khác là cao hơn một chút, nhưng mà shop này cực kỳ rẻ, chỉ có 25.000, và mình thử mua thử xem như thế nào nha. Tài khoản của mình có 30.000 nè các bạn. Ok, bấm mua ngay, và các bạn chỉ cần bấm mua là sẽ có acc để xài các bạn ơi. Thì các bạn ơi, đây là vừa rồi mà mình mua acc cao cấp 25k ở trong bán acc.net các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vô mình check thử xem là như thế nào nha các bạn. Mình nghe nói là cái shop này á thì acc cao cấp là đa số là acc con đó, cho nên là mình thử vô mình check thử nha các bạn ơi. Ok, đây thì mình thấy level 30 là full cấp rồi các bạn ơi. Còn tướng thì sao? Tướng thì có Tara Elise Violet nè các bạn ơi, có Murat nha, Triệu Vân cũng có luôn. Mấy tướng acc ngon, acc xịn, tướng cao cấp có luôn nha. Mấy tướng này là coi như là hơi khó kiếm mà mình rất là khoái đánh cái con Murat nè đó các bạn. Và bây giờ mình thử chích ngọc cho các bạn xem nha. Chích ngọc thì ở đây mình có full ngọc 3 luôn. Acc này xịn đấy chứ bộ, full ngọc 3 luôn á, có vẻ nhạc này khá là mạnh á. Rồi bây giờ mình sẽ xem cho các bạn xem cái rank của acc này nha. Bạch kim 3. Wow! Acc này 25k là acc quay hên xui cao cấp của bán acc .net đây các bạn ơi. Tướng thì mình có 42 skin và có 53 tướng nha ở đây nha các bạn ơi. Và trận đấu thì mình đánh thì tỷ lệ thắng là 10%. Rồi, ok, thì acc này thì theo như trung bình mình thấy thì là khá là ngon. Và nếu mà acc này 25k các bạn có thể bán đi là cũng được cả 2 ba sĩ á. Cho nên là các bạn nào mà muốn mua acc rẻ và ngon giống như vậy thì các bạn có thể vô bán acc .net nha. Chào mừng các bạn đến với cái channel của Bảo Ren, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách, đó chính là sẽ làm một thau matcha trà sữa khổng lồ. Ngày hôm nay là một trời khá là nóng nực, nóng quá cho nên mình mặc hai áo, nên là anh em ở bên trong thì rất là nóng nực, cho nên là chưa không có suy nghĩ được nhiều cái ý tưởng, nên là mình đã quyết định làm một cái ý tưởng gì đó để mà có thể khao cho anh em uống nước cho nó đã. Và bây giờ mình sẽ đi mua matcha nha các bạn. Matcha là cái bột matcha của nó là đa số người ta sẽ bỏ thêm sữa, với lại thường mà các bạn mua ở nhà hàng là matcha người ta sẽ bỏ thêm kem, xịt thêm cream ở trên á. Đó, thì mình thì mình không có cream, mình chỉ có matcha thôi, và mình sẽ chế thêm sữa vô để cho cái nước nó ngon. Và ok, đây chính là tiệm tạp hóa mà mình hay mua nè. Chú tiệm tạp hóa luôn, chú ơi cháu mua đó. Chú tiệm tạp hóa đó rất là dễ thương luôn, hai cô chú. Đây cái bịch matcha mình hay uống nha các bạn ơi nè. Một bịch này là 4.000. Thì bây giờ lấy cho con hết nguyên dây này đi. Phải mua thêm đá nữa chứ không là chút nữa nó không có đủ các bạn. Hình như cái này là nó có pha thêm sữa thì vậy, hay là nó có sữa sẵn rồi hay sao á. Khó nhỉ. 10 bịch. Ok, mình nghĩ chắc 10 bịch cũng đủ rồi bạn. À thôi, lấy thêm con chai sữa ông thọ nữa đi. Đây các bạn ơi, mình đã mua matcha với thêm nói thêm sữa ông thọ nó mình mới đủ, tại vì mình sợ nó kiểu giống như là nó đó đầy đủ nha các bạn. Mình quên, hồi nãy ở nhà pha nước sôi trước đi cho rồi đi, giờ về pha nước sôi nữa. Ok, như là đá bi nó mắc hơn hay sao á, cho nên là nó chỉ 5.000 chỉ còn vậy à. Và ở bên đây thì mình đã đun nước ấm siêu tốc rồi, ấm siêu tốc thì cho nó mau để mình kịp quay cho các bạn nha. Còn đây chính là cái thau mà chút nữa là mình sẽ để đầy trên cái thau này. Đã ít quá mình không biết là có đủ hay không nữa. Và tại vì do là rất là đặc cho nên là mình phải pha thêm nước nha các bạn ơi, chứ không là không bình thường không được. Và mình đã chuẩn bị đầy đủ thứ ở đây rồi các bạn ơi. Thì ở đây mình có mình chuẩn bị cái thau nha. Rồi còn lon sữa ông thọ mình cũng đã khui. Rồi đây là nước sôi vừa rồi mình đun qua một ấm nồi siêu tốc. Và thêm một cái đặc biệt nữa, đó chính là mình đã lấy thêm một bình nước. Cái bình nước này á là chút nữa để mà mình bỏ thêm vô vào đó. Đây là đá để chút nữa mà mình đổ vô nha các bạn. Ok. Thì bây giờ công việc đầu tiên của mình là mình sẽ pha matcha trước. Rất là ngon luôn á. Tại vì mình ngày nào mình cũng uống cái bịch này nên là mình biết.
bạn nào mà biết cái mùi matcha thì các bạn cũng biết là matcha nó ngon cỡ nào đúng không? À, nước sôi thì nó mới tan nhanh được các bạn ơi, chứ các bạn để nước trắng này nó không có tan đâu nha. Nước sôi các bạn để vô là khuấy ra một xíu là nó tan luôn. Cái này matcha thì các bạn uống nó giống như trà thái xanh á. Nước rất là sôi nha các bạn ơi. Thấy khói lên phù phịt không? Đây là một thau trà matcha đặc luôn đó các bạn ơi. Đá nó cũng thành nước rồi các bạn ơi. Trời, rất là nhiều luôn. Matcha này khá là đặc á, cho nên các bạn phải. Ok. Kiểu như thành trà sữa matcha các bạn. Trời ơi, đã ít quá, đổ cho nước sôi cái nó tan hết luôn. Anh Hiệp đang cầm camera giúp mình. Anh Hiệp chút nữa sẽ thưởng thức cùng với mình. Ít đá quá các bạn ơi, sai lầm rồi. Hết đá luôn rồi. Tan hết trơn luôn rồi trời. Tại vì đá mình thường thường mình thấy 5.000 đá cũng nhiều lắm mà chỗ của chú hết đá luôn. Còn có 5.000 đá cuối cùng mua đó. Đây là thành quả của mình. Cũng rất là nhiều các bạn ơi, cái thau này cũng to lắm. không được ngon cho lắm, không ngon các bạn ơi. đầu okay. Đây giờ em cầm em cho anh Hiệp thử nè. Thử rồi đầu bếp bảo ren rồi. Đây đầu bếp bảo ren đó, đã pha chế mình mé rồi đó, tại sao luôn đó. Má, mình cho quên sữa ông thọ vô các thứ kiểu rồi mà nó không có được đậm đà các bạn ơi, không được ngon. Chế là chữ fail rồi các bạn ơi. Fail quá, fail à. Lần sau mình rút kinh nghiệm mình mua cái này mình nghĩ chắc bèo lắm cũng phải 30 bịch với lại đá chắc phải nhiều hơn nữa. Một bao đá chắc phải một bao đá mới đủ các bạn ơi. Mày anh này dở quá, nhạt quá. Anh lon sữa ông thọ rồi mà vẫn nhạt đậu xanh. Đoán là nó vẫn chưa có, nó do nó nhiều nước quá, không có nhiều cái matcha ở trong. Thì mặc dù là sữa ông thọ mình cho mình chai vô rồi nhưng mà vẫn không đủ các bạn ơi. Ok, lần sau mình rút kinh nghiệm. Mình fail không hề ngon như mình nghĩ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem qua video này. Nhớ đừng quên để lại một like và đăng ký cho mình nha. Mình nói fail là fail chứ bình thường mình pha một cái ly nhỏ mình uống cực kỳ ngon luôn, mình thề các bạn luôn. Fail rồi, buồn quá. Ok, bye bye các bạn.